Đợt này thì bên shop nhà em lại về thêm cho các bác, đó là một cái dòng miếng bảng LED 12V này, ánh sáng trắng và ánh sáng vàng thì em đều đầy đủ nhé. Và đặc biệt là đợt này thì cộng kèm thêm cho các bác đó là bán theo combo luôn, đó là cả bộ điều khiển như thế này và đã được hàn sẵn cho các bác nhé. Đã được hàn sẵn để em đo về chi tiết cho các bác cái dòng miếng LED này. Bảng LED này thì nó sẽ có cái kích thước của nó là 11,2 cm nhân với một chiều của nó là 22. Đó, ánh sáng của nó là ánh sáng trắng và ánh sáng vàng. Các bác muốn ánh sáng nào thì các bác cứ bảo em, thì em sẽ có đầy đủ ánh sáng màu sắc như thế cho các bác. Đây, con này là nó là có điều khiển. Thì đây để em sẽ test cho các bác luôn. Đây để em sẽ test cho các bác luôn. Các bác về nhé. Nếu mà các bác lấy cả combo điều khiển này thì các bác kẹp đúng cho em là đỏ là lửa, còn đen là ấy cho em. Đấy. Và đây nó sẽ có một cái remote để các bác có thể điều khiển bật tắt về cái điều khiển này nhé. Thì các bác rút ở cái đáy này ra này. Đấy. Đợi em tí, cái dây này đang hơi bị mo ve chưa. Đây, bật tắt này. Các bác có thể bật tắt. Ví dụ các bác có thể lắp ở trên xe ô tô ấy, bác nào mà xe tải thì các bác có thể lắp một cái bảng LED này vào gắn lên chốc. Nói chung là con này thì nó sẽ có tự tản nhiệt nhé. Nó sẽ tự tản nhiệt. Nó bị lỏng. Đấy. Rất là sáng luôn này. Đấy, bật tắt này. Nó sẽ tự tản nhiệt ở cái tấm pin đằng sau như này. Và đặc biệt cái dòng này nó chịu nước cực kỳ tốt nhé. Tí nữa em sẽ test cho các bác với nước luôn. Đấy. Tí nữa em sẽ test với nước cho các bác luôn. Con này thì chịu nước cực kỳ tốt luôn. Đấy, riêng cái bảng LED này thì nằm dưới nước thoải mái nên là các bác không phải lo lắng gì cả. Con này thì bao cho bác là sụp nước thoải mái. Vì tại vì ở đây nó đổ keo kín rồi. Đấy, hai màu ánh sáng trắng và ánh sáng vàng sẽ hàn hộ các bác cái khiển luôn nhé. Sẽ hàn hộ các bác cái ấy như này. Sẽ hàn hộ các bác chân như này, mặc dù mũi hàn nó không đẹp tí thì các bác thông cảm nhé. Đó, hàn hộ các bác như thế. Và giá của nó một cái bộ này, một cái bộ như này, cả khiển là 150.000 đồng. Cả khiển là 150.000 đồng là một bộ này. Còn nếu mà các bác không lấy khiển, các bác không lấy nguyên miếng LED không như này thì sẽ là 120.000 đồng. Đấy, sẽ là 120.000 đồng một miếng LED 12V, công suất của nó là 70W nhé. Công suất của nó là 70W, hàng cực kỳ đẹp, cực kỳ xịn sò luôn. Đấy, nên là các bác có thể yên tâm nhé, hàng đẹp chất lượng. Một cái mã nữa này. Đấy, một cái mã nữa. Một con này thì nó là một con sạc bình ắc quy 12-24. Đây, 12 và 24V sạc lên bình 200A. Con này thì rất là đơn giản thôi nhá các bác nhá. Con này thì không có gì cả, mạch chống ngược cực. Đấy, chống ngược cực và tất cả đều ok. Đây để em cắm điện vào em review cho các bác cho nó dễ. Đây. Đây, các bác đây là bình thường, đây là 12 nhé. Ví dụ các bác kẹp vào bình 24 thì nó sẽ nhảy lên 24. Còn không thì là nó sẽ để 12. Kẹp đúng cho em lửa nguội. Đấy. Khi mà các bác kẹp vào bình ắc quy được thì nó sẽ báo. Đấy, và báo phần trăm pin này. Và nó báo phần trăm pin này. Rất là tiện lợi luôn nhé. Đấy, còn đây là ví dụ bình ô tô này hay là bình mô tô này. Đấy, thì các bác có thể chỉ cần ấn hai bên này xong. Đấy, ví dụ là bình ô tô, bình xe to hơn, bình to hơn một tí, không phải là bình xe máy, thì các bác chuyển sang hết chế độ ô tô cho em. Đấy, sạc nhanh lên đến 98% và nó sẽ giảm từ từ. Đó. Con này thì nó sẽ có cả quạt tản nhiệt nhé. Cái dòng này nó sẽ có quạt tản nhiệt cực kỳ xịn, cực kỳ chất lượng cho các bác này. Hàng đẹp luôn. Đó, đây các bác có thể nhìn thấy. Và cái mã sản phẩm này thì ở bên nhà em đang có cái mức giá đó là 330.000 đồng nhé. Hàng mới nhé, thương hiệu của nó là Bolamer. Bolamer 330k với anh em bao ship tự động cho các bác chuyển sang 12-24. Đấy, nó tự động. Và hàng đúng như quảng nhà em quảng cáo như này. Có quạt tản nhiệt, mạch chống ngược cực, các thứ đầy đủ hết nhé. Đấy, giá rất là mềm luôn, 330k và bên em bao ship. Các bác lên cho em mã này là mã sạc ắc quy vàng, hoặc là sạc ắc quy Bolama, hoặc là các bác có thể chụp lại màn hình giúp em. Đấy, sạc ắc quy vàng 330k bao ship. Xịn sò luôn. Hôm nay thì tiếp tục về thêm cho các bác đó là một cái dòng đèn sưởi nhà tắm nhé các bác nhé. Nhà tắm em thì có hai loại, một loại là 550W và một loại là 750W, 725W. Ở đây thì mỗi một quả bóng này của nó sẽ có cái công suất của nó là 200, đây một sử dụng điện 220V này. Đấy, mỗi một quả này là 275W.
Mỗi một quả bóng này là 275W để các bác về các bác sử dụng nhé. Nhà em có hai loại, một loại là hai bóng, một loại là ba bóng các bác nhé. Kích thước của cái loại hai bóng đây là 41 cm, mặt của nó đây nó sẽ rơi vào 23 cm các bác nhé. Con này sẽ sử dụng cho các bác điện 220V, hàng của thương hiệu Cosmat ấy, Germany Quani. Đấy, hàng cực kỳ xịn sò luôn, để em cắm điện vào để em test cho các bác luôn. Đấy, ở đây thì nó sẽ có hai cái công tắc này. Hai công tắc để các bác bật, ví dụ là các bác muốn cái độ sáng hay là độ ấm của các bác là như thế nào thì các bác cứ bật riêng quả như thế. Đấy, công tắc ở đây riêng biệt luôn này. Đấy, rất là tiện. Nếu mà ví dụ cảm thấy hơi nóng, khi mà chúng ta trong phòng tắm hơi nóng thì các bác bật một quả. Đấy, còn nếu mà ví dụ là lạnh quá thì các bác bật hai quả đều được. Đều rất là tiện, đều rất là dễ sử dụng luôn nhé. Mà cái dòng này đặc biệt của nó là nó dùng rất là bền. Khi các bác nhận hàng ấy thì ví dụ mà chẳng may mà nó cái quả bóng này nó có bể thì em sẽ gửi đồ cho các bác quả khác. Nên là các bác yên tâm nhé. Đấy, hàng khi các bác nhận hàng là bảo đảm cho các bác là dùng ngon lành. Đó, và đóng cẩn thận cho các bác luôn. Con này thì giá của nó sẽ là 250k. Các bác lên cho em mã này là mã sưởi hai bóng. Đèn sưởi hai bóng nhé. Sưởi hai. Đèn sưởi hai này. 250k. Đèn sửa 250k bao ship cho bác luôn. Cái dòng hai bóng này. Đó. Còn đây là một cái dòng ba bóng này. Đấy, nó là cũng là hàng của Cosmat. Đấy. Hàng này cũng là xịn sò luôn đây. Đây các bác có thể bật một bóng này. Hai bóng này. Đấy, hay là cả ba bóng đều được. Con này thì dùng cho những cái chỗ mà các bác có diện tích nó to to một chút. Đấy. Con này thì nó sẽ có cho các bác đó là ba bóng, tổng công suất là 825W. Quên mất em lại báo nhầm. Tổng công suất của nó là 825W, mỗi quả này là 275W. Mỗi một quả này là 275W nên là nó rất là ấm luôn. Đấy, các bác dùng con này dòng to này thì các bác có thể dùng sửa cho những phòng to. Đấy, phòng tắm to hay là thậm chí là phòng ngủ cũng được. Nhưng mà nếu mà theo em thấy thì phòng ngủ thì nó hơi sáng. Đấy, nhưng mà thường thường thì các bác lắp trong nhà tắm, nhưng cũng có một số bác là lấy về lắp ở phòng sửa trong nhà để khi mà ngủ cho đỡ lạnh. Thì con này cũng lắp rất được nếu mà bác nào mà đi làm công trình ý, đi làm công trình hoặc là lắp cho nhà dân nhà mình ý, thì con này rất là ok luôn. Lắp cho phòng tắm thì ok, còn ví dụ các bác nào mà đi làm xây dựng hay là làm ấy các thứ ý, thì mùa đông thì công trường thì các bác có thể lắp một con này để dọi vào cho cả một cái sự lán của anh em nằm ngủ cũng rất là ok. Cái dòng này thì nó sẽ có cái kích thước này. Bốn mươi chín phẩy năm cm nhé. Cái mặt này của nó này nó gần như là giống nhau thôi. 25 cm. Con này thì các bác lên cho em mã này, mã đèn sưởi ba bóng. Đèn sưởi ba, giá của con này sẽ là 300k một quả. Sưởi ba bóng 300k một quả này. Một bộ này chứ, em xin lỗi bộ là một quả. Một bộ đèn sưởi ba bóng như này là giá của bên em đang có mức giá là 300k và bên em bao ship. Các bác lên cho em mã này là mã đèn sưởi ba bóng này. Sưởi ba bóng 300k. Bao ship luôn. Đèn sưởi ba bóng 300k và bên em bao ship luôn nhé. Riêng nhận hàng như em ý là các bác cứ cắm điện vào, sáng hết thì thôi. Và đảm bảo cho bác luôn chất lượng xịn sò luôn nhé. Công tắc đây. Đấy, bật 1, 2, 3 đều ok. Rất là xịn sò chất lượng. Này thì ở bên em được về được thêm một ít cái dòng khóa này. Cái dòng này là khóa cửa anh nhé. Khóa cửa này nên là nó rất là bền. Đấy, khóa cửa. Hàng này thì thương hiệu của nó là thương hiệu của đây. Em không biết tiếng Anh nên là hàng của Germany nhé. Hàng made in Germany của Đức. Hàng xịn sò luôn. Con này thì nó sẽ là khóa chống cắt. Đấy, chống cắt ở đây nó có hai cái thanh đồng lên này để nó che, để nó hạn chế thôi chứ không bổ là chống 100% thì cũng không chống được. Đấy, và chúng ta bóc ở đây thì nó sẽ hạn chế được cắt ở hai bên này. Một cái bộ này thì nó sẽ gồm có cho bác đó là bốn cái chìa khóa này. Con này thì bên nhà em đang có mức giá của nó đó là 140.000 đồng nhé. 140.000 đồng. Các bác lên cho em mã này là mã khóa Đức. Khóa cửa Đức này, 140.000 đồng một cái. Còn cái khóa Mỹ này, khóa Mỹ Dani này. Đấy, thì cái dòng này thì giá của nó sẽ cao hơn một chút nhé. Đấy, hàng này thì nó tiện hơn. Đây các bác có thể rút chìa khóa ra này. Bấm này. Đấy, mở này. Rất là tiện lợi luôn. Hàng này thì nó là hàng của Dani này, hàng của USA của Mỹ này.
Con này khóa cũng rất là ok đấy nhé. Con này có một cái điểm rất là tiện, đó là khi mà ví dụ các bác chỉ cần mở ra này, các bác rút chìa khóa ra đấy, thì các bác có thể bấm lại, bấm là được, bấm là được. Và mở ra thì nó sẽ nảy luôn, mở ra nó sẽ nảy luôn nhé. Đấy, mở ra nó sẽ nảy lên luôn, nên là rất là an toàn, rất là tiện lợi đó. Thì con khóa Dani, khóa Mỹ này thì ở bên em đang có mức giá là 250.000 đồng, 250k khóa Mỹ, xịn giò luôn nhé, xịn giò và chất lượng đó. Cũng 4 chìa nhé, cũng có 4 chìa cho các bác luôn đó, rất là tiện lợi luôn. Cắm vào mở ra cái này ra luôn, nên là nó đôi khi là các bác khóa bên trong ấy, thò tay vào khóa bên trong nó tiện hơn đấy, tiện hơn được cái điểm đấy, bấm là xong. 250k bên em bao ship cho các bác cái mã khóa Mỹ này nhé, khóa Mỹ 250k bao ship. Một cái mã tiếp theo này, một cái dòng bàn chải đánh răng, một set bán sẽ bán theo set này, một set này là 4 cái đó. Thì đây, con này thì nhà em đã trải nghiệm rồi, đây, hai vợ chồng với một đứa bé rồi, là 3 cái, còn một cái để review cho các bác ở cái set này. Người lớn đều, bé đều có thể sử dụng được cái này nhé. Lông của nó, lông tơ của nó, hàng này hàng xịn luôn, hàng xịn luôn. Đấy, bàn chải đánh răng Nhật nguyên hộp này. Đấy, bàn chải này là hàng của siêu thị Nhật gửi về nhé, nên là các bác có thể yên tâm luôn, yên tâm luôn nhé, hàng đẹp chất lượng luôn đó. Nguyên đai nguyên kiện, nguyên đai nguyên kiện khi có nhận hàng nó sẽ như thế này. Giá của con này thì nó sẽ là một vỉ như này, một vỉ này là 40.000 đồng, một vỉ bàn chải này 4 món, nó là 4 cái màu sắc khác nhau luôn nhé. Đấy, nó đã sẵn đây là 4 cái màu sắc khác nhau luôn này, chín kháng khuẩn 99% này. Nói chung là hàng này từ siêu thị Nhật về nên là các bác yên tâm, hàng xịn luôn, bàn chải đánh răng Nhật 40k một vỉ này, 40k một set. Còn đây là kem đánh răng này, tiện thể bán bàn chải bán luôn kem đánh răng. Kem đánh răng này là kem đánh răng muối của Sutat nhé. Đó, khi các bác nhận hàng thì nó sẽ là nguyên hộp như thế này, nguyên hộp như thế này, hàng mới luôn, chưa có sử dụng một lần nào cả. Ở đây này, đấy, ngày sản xuất của nó toàn bộ là 2024 nhé. Năm 2024 thì tháng 1 ngày 24 này, đó, bước sang năm mới hết rồi, đấy, mới có vài tháng thôi. Hàng từ siêu thị Nhật, con này thì các bác có thể bảo dùng lại nguyên 5 năm được, 5 năm được nhé. Và con này thì bên nhà em đang có mức giá đó là 600k, à 60k em xin lỗi, 60k một cái tuyếp đánh răng này, một tuyếp kem đánh răng này, 60.000 đồng. Kem đánh răng muối, kem đánh răng muối 60k một tuyếp, thương hiệu của Sutat. Xịn sò luôn nhé. Đó, các bác đặt hàng thì liên hệ trực tiếp với số hotline em đang để góc màn hình này nhé. Các bác kết bạn Zalo thì các bác kết bạn với số 977 nhé. Còn số 004 thì cũng nhiều mấy nghìn bạn bè rồi, thì sợ các bác kết bạn không được thì các bác mà kết bạn Zalo không được thì các bác kết bạn số 977 bên nhà em. Hàng xịn sò luôn, kem đánh răng, kem đánh răng Nhật. Thì bên nhà em lại về thêm cho các bác một cái dòng bếp từ, bếp từ ăn lẩu Panasonic. Mùa đông thì đến rồi thì nói chung là cái nhu cầu ăn lẩu thì rất là cao. Đó, thì cái dòng này thì rất là ok luôn nhé. Đây em sẽ xin đi vào chi tiết cho các bác. Đó là đầu tiên nó sẽ là một cái bếp Panasonic như này. Và một cái nữa đó là một cái quà tặng kèm theo, đó là một cái nồi. Chọn bộ của nó đây nhé các bác nhé. Đấy, chọn bộ của nó như thế này, hàng của Panasonic. Hàng này thì còn nguyên hộp thôi nhé. Con này thì công suất của nó thì lên đến được 2000W. Công suất của nó lên đến 2000W này, điện sử dụng điện 220V. Kích thước của nó là 31cm nhân với 172 nhân với 38 để em đo chi tiết thực tế luôn nhé. Đây, bếp của nó đây. Khi các bác nhận hàng thì nó sẽ có nguyên đai nguyên kiện như thế này. Để em bóc cho các bác. Bóc luôn. Dòng này thì dùng đun rất là ok luôn, bếp từ mỏng nhiễu nhé. Đấy, con này thì nó sẽ có cả quạt tản nhiệt đây. Quạt tản nhiệt này. Hàng cực kỳ xịn luôn, nó là hàng của Panasonic. Cái dòng này thì mã này thì kích thước của nó này, 28 nhân với lại 35. Độ dày của con này nó chỉ có hơn 4 phân một chút thôi. Độ dày của con này nó chỉ hơn 4 phân một chút nhé. Cái mã này thì các bác lên cho em mã bếp từ Panasonic, hàng xịn luôn.
đun rất là nhanh lên nhiệt và được tặng kèm thêm một cái nồi nữa. Đấy, và tặng kèm thêm một cái nồi để các bác có thể ăn lẩu thoải mái luôn. Con này thì các bác lên cho em mã này, mã bếp từ Pana. Bếp từ Pana. À, con này thì bên em đang có mức giá cho các bác đó là 660k. 660k. Bao ship 660.000 đồng ở bên nhà bao ship cho các bác cái mã bếp từ Panasonic này nhé. Hàng xịn sò luôn. Một cái mã tiếp theo này, một cái máy mài dao. Con này thì máy mài dao này thì hiệu của nó là thương hiệu Bosch. Cấp độ 1 này, tắt đi này. Cấp độ 2 này. Đó, cấp độ 1, cấp độ 2. Đấy, các bác ví dụ là dao các bác cứ cho vào đây để nó tự mài. Ở đây là một phần mài thô free. Đấy, phần 2 và cái gì đây. Đấy, thì nó có hai cái, thực sự ra em hơi rốt tiếng Anh nên là các bác thông cảm cho em một chút nhé, tại vì những cái phát ngôn của tiếng Anh thì em nó không chuẩn lắm. Đó, ở đây thì nó là hàng của Bosch, hàng Germany. Cái dòng này thì nó sẽ có cho các bác đó là đây, sợi dây cáp này. Đấy, các bác bỏ ra. Hết pin nhé, hết pin thì các bác cắm vào, nó sẵn rồi, các bác cắm vào cục sạc điện thoại ấy, là các bác sạc thôi. Đó, rất là tiện lợi luôn nhé. Cái mã này thì bên thì em đang có mức giá của nó sẽ là 280k. 280k bên em bao ship. Các bác lên cho em mã này, mã máy mài dao. Máy mài dao 280k. Máy mài dao 280k bên em bao ship. Hàng này thì dùng cũng rất là bền luôn nhé. Nó có pin bên trong này rồi, nó có pin bên trong nên là các bác có thể dùng thoải mái luôn. Con này thì hết pin, các bác có thể cắm sạc nên là các bác cũng không lo lắng gì cả. Nhất là bác nào mà bán hàng thịt lợn, thịt gà hay miếng mài dao thì con này rất là ok luôn. Đợt này thì bên em lại về thêm một số những cái dòng máy xay thịt Socani này. Con này dung tích to nhé, dung tích 3 lít để em bóc ra em giới thiệu cho các bác review cho nó chi tiết luôn nhé. Đây, khi bác nhận hàng của nó là hộp mới như thế này. Đấy, hàng nguyên đai nguyên kiện nhé. Và nó là hàng chưa qua sử dụng. Và nó là hàng chưa qua sử dụng, hàng này là hàng thanh lý của siêu thị nên là rất là to luôn. Con này thì cối của nó cối to. Con này thì cối của nó lên đến 3 lít nhé. Để em nằm ra đây để em giới thiệu nó dễ. Đó. 4 lưỡi này. 4 lưỡi cực kỳ sắc bén luôn này. Đấy. Khi mà các bác tháo cái này ra nhé, thì các bác lưu ý nhé, không cẩn thận là nó đứt tay nhé. Đấy, bên trong này thì nó có cả cái này để các bác đánh trứng đánh thịt này. Đấy. Dao này. Đây để em lắp này vào lưỡi dao này vào để xay test cho các bác luôn. Đó. Đây. Cối to luôn nhé. Con này đợt này em đang có giá tri ân nhé, giá cực kỳ rẻ luôn, đâu nhỉ? Đây. Socani. Đây. Socani. Con này thì nó sẽ sử dụng cho các bác đó là nguồn điện là 220 đến 240V này. Dung tích của nó là 3 lít này, công suất 800W này. Đấy. Dòng này dùng rất là bền nhá, cối to, đẹp xịn sò. Ở trên này thì nó sẽ có 3 cấp độ, 1 này, 2 này, 3 này, giống cái đây này. Đấy, 3 cấp độ riêng. Thì các bác về các bác ấn vào cái nút đấy. Đây. Đấy. 1 này, 1 là cấp độ nhẹ này, 2 này và 3 này. Rất là ok luôn nhé. Nếu mà các bác không muốn xay thịt mà các bác muốn đánh trứng đánh trước, đâu nhỉ, cái nãy đâu bắt đầu. Đây. Các bác cũng có thể lắp vào được. Đấy, ví dụ là đánh trứng hay là các thứ đi. Ba cấp độ. Cực kỳ ok luôn. Con này thì cối thủy tinh nhé. Cối của nó là cối thủy tinh các bác nhé. Nên là rất là bền đẹp. Nắp này nắp nhựa, có gioăng cao su các thứ đầy đủ luôn này. Hàng dùng bền này, sạch sẽ ăn, dễ lau dọn. Đấy, dễ lau dọn. Và cái cối thủy tinh này là rất là dày dặn nhé. Dày dặn đẹp xịn sò luôn, dễ lau dọn, dễ rau lau rửa. Đấy, nhận hàng nhà em thì các bác cứ kiểm tra hàng thoải mái rồi các bác có thể thanh toán nhé. Con này giờ này bên nhà em đang có mức giá tri ân cho các bác 400k nhé. 400k và bên nhà em bao ship. Các bác lên cho em mã này là mã xay thịt Socani. Xay 3 lít. Các bác lên cho em mã này là mã xay 3 lít. Máy xay 3 lít. Thôi đem ghi luôn vào dưới. Đây cho nó dễ.
xay 3 lít 400k. Bao ship luôn. Giá tri ân nhé. Xay 3 lít 400k bao ship, dễ sử dụng luôn. Một cái mã tiếp theo này. Một cái dòng máy hút bụi. Con này thì cực kỳ xịn sò luôn. Hàng này của hàng của thương hiệu Tamasio này. Đó. Dòng này thì hút rất là khỏe luôn nhé. Đây để em sẽ lắp vào em hút thử cho các bác luôn. Các bác dọn bàn thờ này. Dọn bàn thờ hay là dọn trên ghế sofa, trên ô tô này. Chắc các bác biết rồi đấy, hạt gạo thì chắc các bác biết trọng lượng của nó không phải là nhẹ này. Mà nó hút. Hút thoải mái luôn nhé. Đấy, nên là các bác có thể ví dụ là dọn bàn thờ hay là dọn bàn thần tài. Thì bình thường các bác thấy rẻ lau thì đôi khi là rẻ lau nó hay bị bẩn. Thì các bác hút bằng cái này thì nó sẽ rất là sạch sẽ. Mà thực ra những cái chỗ mà tâm linh, bàn thờ bên nào cũng thế, công giáo hay là bên Phật giáo hay là bàn thờ thần tài, hay là các bác hút ở trên xe hơi thôi, thì cũng cần có cái sự sạch sẽ và sự riêng tư riêng của những cái khoang đó. Đó thì con này thì rất là hợp lý. Đấy, các bác có thể hút thoải mái luôn. Và không, mỗi lần hút xong các bác dần tháo cái này ra, các bác rũ sạch đi. Đấy, là được. Các bác cứ tháo ra hút rũ sạch nó đi là được nhé. Con này thì ở bên em đang có mức giá đó là 200k và bên em bao ship cho các bác cái mã này. 200.000 đồng, máy hút bụi của thương hiệu Tamasio. Đấy, hàng xịn sò luôn nhé, hàng xịn sò luôn. Nhận hàng nhà em ấy thì nó đúng như video nhà em quảng cáo luôn. Và hàng này còn nguyên hộp. Đó, vào đây. Đấy, các bác thấy không? Đi một đường này. Đấy, rất là tiện lợi luôn. Rất là tiện lợi luôn. 200k và bên em bao ship nhé các bác nhé. Mã này là 200k bên em bao ship. Các bác lên cho em mã này là mã máy hút bụi mini. Hút bụi mini. Hút bụi 200k bao ship. Đấy. Và con này thì nó sẽ có cho các bác những phụ kiện như sau. Ở đây thì đây là nguyên hút nhé. Đây là phần hút này. Còn đây là phần thổi này. Các bác lắp vào để ví dụ là những cái khe cửa ấy, khe cửa nha các bác, hay là những cái vị trí khó. Đấy các bác thấy không? Đấy. Đấy, nó thổi rất mạnh luôn này. Rất là mạnh luôn nhá. Đấy, xịn sò luôn. Và nó sẽ có một cái dây cáp sạc như này cho các bác này. Đó, con này thì giá bên em đang có mức giá là 200k bao ship đâu nhá. Một cái mã tiếp theo này, một cái số những dòng camera. Ở đây thì nhà em có hai loại. Một con đó là một con camera thường, camera EVIS thường này, và một con camera EVIS gọi điện. Đó, hai con này thì tất cả của nó đều là nguyên hộp nhé. Một con là H6C Pro. Đấy, con này thì nó sẽ có một cái chức năng cực kỳ hay luôn, em sẽ giới thiệu nó trước nhé. Con này sẽ có chức năng gọi điện, tức là như thế nào. Đây, ví dụ là cái con này của em đã kết nối với cái điện thoại rồi. Đó. Và ví dụ là nhà các bác là có cháu nhỏ hay là nhà có các bác lớn tuổi thì đây. Ở nhà muốn gọi điện mà không có điện thoại chẳng hạn, thì mình đang không cho con dùng điện thoại. Bấm gọi này. Đấy, các bác có thể nhìn thấy này. Đấy, thì một lúc một trong vài giây nó như cái kết nối kiểu điện thoại bình thường và mình sẽ gọi và mình nghe như điện thoại bình thường luôn. Đó. Thì đây, nó sẽ kết nối gọi điện này. Các bác có thể xem chế độ gọi điện này, em quay sang chỗ khác nhé, tại vì em đang. Đấy. Các bác có thể nghe thấy. Tại vì hai cái điện thoại nó, hai cái thiết bị nó để ở gần nhau nên là nó sẽ bị âm bị dè. Hình ảnh của nó thì nó đang loát. Đây để em tắt bớt âm đi. Đấy thì nó vẫn có thể nghe thấy âm về được. Đấy thì các bác có thể nói chuyện được và mạng nó ổn định thì các bác có thể nhìn thấy được nhau. Đấy thì đây là em đang khiếm nhã tí. Các bác thông cảm. Đấy thì để em gọi lại. Thì con camera đây. Đấy các bác chỉ việc là ấn nút này. Đây. Bình thường các bác có thể xoay được sen nhé. Xoay được sen này. Và con này thì có thể xoay được này. Đó. Xoay được đàm thoại hai chiều được các thứ được nhé. Đây. Đàm thoại này. Alo luôn. Đấy. Thì nó có thể nghe được hết. Đó. Tại vì hai cái nó gần nhau thì nó bị dè các bác nhé. Đó.
còn không ấy nữa thì thôi. Đấy, và con này thì nó có, các bác có thể hỗ trợ được được lưu đám mây, hoặc là các bác có thể lắp thẻ nhớ được nhé, lưu đám mây hoặc lắp thẻ nhớ được. Đây, để em thoát ra để cho nó gọi lại này. Các bác ấn vào nhé. Đấy, video này. Đấy, gọi như cuộc gọi bình thường luôn, nó gọi đúng như cuộc gọi điện thoại bình thường của các bác luôn. Đấy, thì đợi nó load xong đủ thời gian, đấy thì là được ngay này. Đấy, ví dụ là đây, các bác có thể quay đi đâu nghe, ví dụ này, nói chuyện thì đều rất là ok và chất lượng âm thanh của nó rất là tốt. Nhưng mà chẳng qua là em ngồi sát nhau để giới thiệu cho các bác ở đây thì nó sẽ bị rè nhé, nó sẽ bị phản âm lại, cứ đập đi đập lại nên là nó sẽ bị có như này đó. Đây đẹp, nó rất là tiện luôn. Đấy, nên hàng này rất là ok luôn nhé. Đây, dùng xong gọi điện xong nhé, các bác lại kết thúc như bình thường. Đấy, các bác lại kết thúc như bình thường. Đấy, nó rất là tiện và các bác lại sử dụng camera như bình thường nhé. Con này nó có cả hỗ trợ đám mây nhé, nhưng mà đám mây thì nó hơi tốn tiền nên là các bác mua thẻ nhớ thì nó sẽ rẻ hơn. Con này thì em chưa lắp thẻ nhớ. Đấy, lắp thẻ nhớ thì các bác con này thì nó sẽ có thể hỗ trợ cho các bác cái thẻ nhớ lên đến đâu nhỉ? Thẻ nhớ lên đến 512GB này. Đấy là full. Đấy, full option của nó là các bác có thể lưu được lên đến 512GB. Con này thì lưu được rất là lớn luôn. Đấy, thế nhưng mà ít, bình thường thì ít các bác lưu đến thẻ nhớ đấy. Thì giá của con camera này thì bên em đang có mức giá đó là nguyên cam không nhé. Nguyên cam không thì các bác lên cho em mã là mà cam gọi điện. Cam gọi điện 500k. Bao ship. Đấy, đây là nguyên cam không nhé. Còn nếu mà bác nào muốn lấy thêm thẻ nhớ thì cái này thì bán hộ thôi, bán kèm thôi. Thực sự ra các bác là em nhập vào 145.000 đó, thì tiền ship chủng về đây nữa thì vì lại tiền đấy nữa thì 150k, đấy là tâm sự thật. Còn bác nào mà thấy chỗ nào nó rẻ hơn, thẻ nhớ 64GB mà nó rẻ hơn thì các bác cứ lấy chỗ đấy nhé, tại vì cái này là em bán kèm thôi cũng không quan trọng. Đấy, thì thẻ nhớ thêm 150.000, cứ thẻ nhớ thêm 150.000 nhé, camera gọi điện. Thì con này nó sẽ có thêm cho các bác đó là một cái cổng nữa này. Một cái cổng này nếu mà các bác có thể bắt wifi rồi nhé, đương nhiên là chắc chắn là sẽ là bắt wifi được. Nhưng nếu mà bác nào mà muốn có cổng quang cắm, đấy, để kết nối mạng nó ổn định hơn, hoặc là các bác xa wifi quá thì con này có thể cắm được, thì nó sẽ ổn định. Đấy, nó rất là tốt nhé. Con này thì cáp sạc của nó là cáp sạc Type-C nhé, nên là rất là ok luôn, thương hiệu Evit. Đấy, cách cài đặt thì các bác chỉ mất khoảng, nếu mà bác nào mà lớn tuổi thì 5 phút, còn không bình thường như trẻ trẻ như anh em mình nghĩ thì kết nối thì chỉ mất khoảng 2 phút là các bác đã kết nối xong rồi. Đây, còn một con nữa là con C6N. Đấy, nhà em thực sự với các bác luôn là nhà em dùng toàn bộ camera của Evit. Đấy, thì các bác tải cái ứng dụng Evit này. Đấy, các bác tải ứng dụng Evit này về. Đó, và đây. Nhà em 4 5 cái cam cơ. Đây. 1 này, 2 này, 3 này, 4 5 này. Cam đằng trước, cam đằng sau và ở chỗ đóng hàng. Đấy. Và cái con em test cho các bác đây. Đây, đằng sau đằng chỗ đóng hàng em đang dùng con C6N này. Đấy, thì là con này. Con này thì giá nó rẻ hơn thôi. Con này giá nó sẽ rẻ hơn được 50.000 đồng. Con này sẽ là 450. 450 nhá. Nhưng con này nó chỉ có thiếu mỗi cái gọi điện thoại thôi. Nhưng mà nhiều khi là các bác treo cao quá thì cũng không cần gọi điện thoại, tại vì chúng ta chỉ cần giám sát thôi. Thì con này cũng full đủ đồ cho các bác, đó là cáp sạc các thứ đủ đồ. Và thẻ nhớ thì các bác mua lấy kèm thì cũng vẫn là 150.000 đồng. Đấy, vẫn là 150.000 đồng nhé. Camera Evit. Con này thì C6N. Con này thì không có ấy, có cả cáp quang, cũng có đàm thoại 2 chiều, cũng có cáp quang. Tất tần tật, nó chỉ mỗi thiếu mỗi cái là không có gọi điện thôi. Thì con này là 450k. 450.000 đồng với bên em bao ship. Đấy là nguyên giá này, là nguyên cam không. Cái giá này là nguyên cam không. Đây, cái hộp của nó khi các bác nhận hàng đây. C6N đây. Đấy, nó cũng có là xoay 360 độ này, cả miếng truyền động này, bắt wifi này, đàm thoại 2 chiều này, chế độ quay ban đêm này, chế độ lưu ảnh này, chế độ đi ngủ này. Thẻ nhớ con này thì mắc lên đến 256GB thôi nhé, 256GB thôi. Và có hỗ trợ để các bác lưu đám mây, nhưng mà nó tốn tiền lắm. Đừng lưu cái này, thật sự với các bác luôn. Lưu cái này thì nó lưu được nhiều, các bác lưu cả 24/24 được, nhưng mà nó tốn tiền. Đó. Hàng này thì bảo hành cho bác, tất cả hàng này là bảo hành cho bác 2 năm. Bảo hành cho bác 2 năm nhé. Con này thì giá của nó sẽ là 450k. Bao ship luôn cho các bác luôn. 450.000 đồng bao ship cho các bác nhé. Hàng đẹp xịn sò luôn. Đó. Các bác đang xem video thì bớt chút thời gian cho shop em Dân Trịnh xin một nút like các bác nhé. Lần này thì bên nhà em lại về thêm cho các bác đó là một cái dòng ấm đun nước siêu tốc này. Con này thì thương hiệu của nó là hàng của thương hiệu Sharp. Sử dụng nguồn điện của nó, con này thì sử dụng điện là điện 220V các nhé. Công suất con này là 1.500W và dung tích con này là 3 lít, tương đối là lớn. Đấy, con này nếu mà bác nào nhà hay có khách các thứ thì rất là ok luôn. Một bộ của nó sẽ gồm cho các bác đó là một cái đế như thế này và một cái ấm như thế này. Đây là cái công tắc bật tắt của nó, và các bác mở nắp thì các bác mở ở trên này.
bên trong của nó thì là full inox luôn, bên trong của nó là full inox luôn nhé, nên là nó rất là bền. Đấy, rất là tiện lợi luôn, hàng cực kỳ đẹp. Con này hôm nay giá có cho các bác luôn, đó là cực kỳ ok luôn. Con này giá của nó sẽ là 230.000 đồng nhé, 230k, và bên em bao luôn phí ship cho các bác cái dòng ấm đun nước siêu tốc này. Đó, tức là nhận hàng các bác chỉ cần thanh toán 230.000 đồng là xong. Đó, không cần phải thanh toán thêm bất cứ cái khoản phụ phí nào nữa, nên là giá của nó thì cực kỳ mềm luôn cho các bác luôn nhé. Đấy, các bác lên cho em mã này, mã ấm đun nước siêu tốc 230k bao ship, ấm đun nước siêu tốc 230k bao ship nhé các bác nhé. Hôm nay thì bên nhà em lại về và thanh lý cho các bác một số những dòng sản phẩm máy xay này. Ở đây em có máy xay hạt, máy xay thịt, máy xay rau củ quả. Con này thì các bác có thể xay bột, xay cháo hay là xay thực phẩm để nấu cháo, nấu bột cho con, cho các bé rất là ok. Hoặc là các bác có thể nấu nướng ở nhà cũng rất là ok. Con này thì thương hiệu của Osaka Japan này. Con này thì nó sẽ sử dụng cho các bác, nguồn điện của nó là nguồn điện 220V nhé. Đây, em mở máy ra cho các bác luôn. Số lượng thì có ít thôi, không có nhiều đâu. Con này thì nó sẽ là máy của nó là bằng lõi Osaka Japan này. Đấy, máy của nó bằng cái lõi này bằng lõi inox, nên là bằng thép, nên là nó sẽ không bao giờ bị sợ bị tép nhé. Dao của nó này, thanh lưỡi của nó này. Bốn lưỡi các bác nhé, bốn lưỡi cực kỳ ok. Cái cối này của nó là bằng cối nhựa nhé. Cái cối này của nó bằng cối nhựa. Các bác về các bác xay thịt, xay tôm cua cá đều được thoải mái. Và con này thì nó xay rất là bền và khỏe luôn. Con này thì nó sẽ có một cái gioăng ở đây, cái gioăng ở đây này, thì các bác lắp vào, về các bác lắp vào nhé. Đó, nói chung là rất dễ lắp và rất dễ sử dụng thôi. Con này thì đặt vào này. Đó, thì để nó sẽ kín đáo, nó sẽ kín đáo và các bác sử dụng nó rất là ok luôn. Con này thì nhà em đang trải nghiệm rồi nhé, thực tế luôn, con này xay rất là ok. Và các bác lắp vào đây. Đấy, con này thì sẽ là công suất của nó là 1800W, công suất cực kỳ mạnh luôn. Điện sử dụng điện 220V nhé, nên là tốc độ vòng quay của nó rất là lớn. Cách sử dụng thì các bác chỉ việc ấn cái nút này xuống, ấn cái núm này xuống này là các bác có thể sử dụng được. Hàng cực kỳ đẹp luôn. Giá của nó thì bên nhà em đang thanh lý cho các bác với cái mức giá đó là 100.000 đồng thôi. 100.000 đồng một cái máy xay Osaka, máy xay rau củ quả, xay thịt thì đều có thể xay được thoải mái. Và dòng này thì đặc biệt của nó là nó rất bền nhé, đặc biệt của nó là nó rất bền. Đây, để em ghi luôn cái mức giá tiền ra đây cho nó dễ này. 100k một cái máy xay Osaka như thế này, máy xay Osaka 100k, máy xay Osaka 100k nhé. Còn đây, một cái máy xay hạt khô nữa. Con này thì nếu mà các bác nào mà uống cà phê, xay cà phê này, xay lạc này, xay ớt này, đấy, thì các bác xay những cái đồ khô ấy, thì rất là ok. Nên là máy của nó sẽ gọi là máy xay hạt khô nhé. Dòng này thì nó là hàng xịn, nó là hàng xịn. Đây, nó sẽ có cho các bác đây, giòn giết các thứ đầy đủ này. Đấy, các bác về các bác đặt vào. Đấy, nó riêng con này nhé, là nó phải, các bác phải đặt đúng cái lỗ này. Đấy, các bác ấn ở đây này thì mới sử dụng được nhé. Con này của nó thì sẽ là màu xám, công suất của nó là 300W, sử dụng điện 220V. Ở đây thì lưỡi của nó, để các bác xay đồ khô thì lưỡi của nó sẽ khác nhé. Con này thì dung tích của nó chỉ tầm 300ml thôi, 300ml thôi. Đấy, hàng cực kỳ ok luôn, sử dụng điện. Em lại quên mất không chuẩn bị điện để cắm test thử cho các bác, nhưng mà bao cho các bác là về hoạt động tốt. Đấy, cầm tay cầm này, nhìn rất là chắc chắn nhé, nó sẽ chắc chắn hơn là cái máy nhìn ở inox kia. Đấy, con này thì đây, bên ngoài người ta đã ghi chú cho các bác này, xay cà phê này, tiêu điều cà phê, ớt, đậu tương, đậu nành, đỗ các thứ các bác đều có thể xay được thoải mái luôn. Đấy, 300W này, hàng cực kỳ ok luôn nhé. Con này thì giá của nó cực kỳ mềm luôn, thật sự với các bác luôn là chưa bao giờ lô nào mà có cái giá máy xay mà rẻ mà chất lượng như này. Giá của nó chỉ có 150k thôi. Xay hạt khô, các bác lên cho em mã này là mã xay hạt khô nhé. Xay hạt khô 150k, máy xay hạt khô 150.000 đồng, hàng đẹp rẻ luôn. Cái dòng chảo nữa này, đợt này lại về, con này thì còn nguyên hộp luôn. Cái con này thì còn nguyên hộp luôn nhé. Hàng của thương hiệu Seki. Tất cả cái chảo như em ấy thì đều đun được bếp ga, bếp từ, bếp điện, bếp hồng ngoại, đều đun được tất. Con này thì size của nó là 26cm nhé. Đấy, con này là dòng chảo ngập dầu,
nó không phải là chảo chống dính. Đấy, nó cũng có chống dính nhưng mà thực sự với các bác luôn là nó không chống dính tốt. Đấy, có nào nói vậy nhé. Để các bác chiên rán các thứ thì con này thì thoải mái luôn. Đấy, xào nấu thì con này chảo xào thôi. Đấy, thì nó là ok. Con này thì nó là chảo inox, đun bếp ga, bếp từ đều được. Nó ngoài ra thì nó có thêm cho các bác đó là một cái để các bác có thể vớt dầu mỡ này. Vớt dầu mỡ các bác vớt lên đây này để mà nó dốc dầu mỡ, rán giết các thứ này. Đấy. Cán các thứ của nó rất là chắc chắn luôn, hàng cực kỳ đẹp luôn nhé. Đèn đo các bác sai luôn này. 26 rồi này. Độ dày của con này nhé, độ sâu của con này nó sẽ rơi vào tầm 9, hơn 9 cm. Hơn 9 cm. Nó 9,3, nó tầm 9,3. Không chắc chắn 100% nhưng mà nó tầm 9,3 cm đến 9,5. Hàng đẹp. Tay cầm các thứ này rất là ok luôn. Hàng còn nguyên hộp luôn. Con này thì thương hiệu của nó là thương hiệu của Seika. Hàng của Japan nhé. Cực kỳ ok luôn, hàng Japan. Giá của con này thì ở bên em đang có mức giá đó là 350.000 đồng. 350k ở bên em bao ship nhé. 350k, các bác lên cho em mã này, mã chảo Seika. Chảo Seika 350k bao ship cho các bác luôn. Nhận hàng của shop Em Dân thì các bác cứ yên tâm một điều, nhận hàng kiểm tra hàng thoải mái. Đó, nên là các bác cứ yên tâm, hàng đảm bảo cho các bác chất lượng thì thôi. Lần này thì bên em lại về thêm rất là nhiều những mẫu chảo các bác nhé. Chảo Nhật này. Con này thì nó là chảo hàng của nội địa Nhật. Thương hiệu của nó là thương hiệu của Shikisai nhé. Hàng nội địa Nhật này. Hàng cực kỳ xịn sò luôn. Nó sẽ có 3 size. Tí nữa em sẽ ghi vào chi tiết cho các bác. Đầu tiên thì nó là sẽ là có size 20. Đấy, nếu bác nào mà bây giờ là ít người gia đình ấy. Đấy, 2-3 người thì các bác dùng con này thoải mái luôn nhé. Những cái dòng này thì em cam kết với các bác luôn là chống dính cực kỳ tốt luôn. Đấy, riêng cái mặt chống dính này thì các bác thoải mái luôn. Hàng chống dính cực kỳ tốt luôn. Hàng của nó đây, thương hiệu của nó là thương hiệu của Shikisai, hàng của nội địa Nhật nhé. Đấy, con này thì nó bằng nhôm đúc 4 lớp nên là nó rất là bền luôn. Cán kiếp các thứ của nó đây không lung lay luôn, rất là xịn sò luôn nhé. Cái độ dày của nó này, đây cái độ dày của nó đây, nó sẽ là con này nó bé thôi nên là nó sẽ là khoảng 4,8 cm. Và miệng của nó là con này là lọt lòng nhé. Nếu mà người ta tính là lọt lòng của nó là 20, còn phủ bì của nó thì nó sẽ hơn. Phủ bì của nó sẽ là 2,8, tức là mỗi cái thành này dày 4 ly. Mỗi cái thành này dày 4 ly nhé. Hàng cực kỳ ok luôn. Đấy, con này thì bên nhà em, con chảo 20 thì bên nhà em đang có mức giá đó là 280.000 đồng. Đó. Tí nữa sẽ giá combo của nó sẽ rẻ hơn rất là nhiều nhé. Còn đây là con chảo 24 này, đây là 24,8 này. Đấy là cái độ dày của nó. Con này cũng thế này. Nhôm đúc 4 lớp, độ dày của nó là 7 phân. Con này là 7 phân. Đấy, cái độ dày của cái chảo này. Đấy, các bác có thể ví dụ là nấu mướp các thứ để trên này vẫn được. Thoải mái luôn. Nhà em thì đang dùng con 28, thế nhưng mà con này cũng rất là ok. Tại vì nhà em cũng là hay nấu nướng và nấu nhiều. Đó. Con này thì giá lẻ của bên nhà em là 330.000 đồng. 330.000 đồng nhé. Và một con nữa đây. Một con chảo 28 cm. Đấy, hàng của nội địa Nhật nhé. Đây này, bên trong này của nó này. Còn nguyên đai nguyên kiện. Hàng này thì là hàng của nội địa Nhật và gửi từ siêu thị Nhật gửi về, nên là các bác có thể yên tâm luôn. Hoàn toàn yên tâm. Đấy, hàng của nội địa Nhật. Con này thì đây, rất là dày dặn luôn. Đo luôn cho các bác 28 cm này, 28,8 phủ bì này. Đấy, độ dày của con này của nó này, nó sẽ là 7,8. Con này thì bên nhà em đang bán lẻ với mức giá đó là 350.000 đồng. 350.000 đồng nhé. Còn khi các bác mua hai con, ví dụ như hai con này là 330 với 350, đấy là thành 680, thì sẽ giảm ngay cho các bác đó là 50.000 đồng. Khi các bác cứ mua một cặp chảo như này, khi các bác cứ mua một cặp chảo như này là sẽ được giảm ngay 50.000 là một cặp. Đó, giảm ngay 50.000 một cặp. Bất cứ cặp nào cũng thế. Còn khi các bác mua combo ba cái chảo như này, giá chỉ còn ba cái chảo là 20, 24 và 28, thì giá của nó sẽ chỉ còn là 850.000 đồng một combo ba chảo. 850.000 đồng một combo ba chảo nhé. Giá thì cực kỳ ok luôn, nên là các bác yên tâm luôn. Đấy, hàng nhập giá rẻ luôn nhé. Các bác đi qua kênh thì bớt chút thời gian cho shop em xin một nút like các bác nhé. Hàng thì đảm bảo chất lượng. Nhận hàng nhà em Dân nhé, thì các bác yên tâm một điều đó là nhận hàng kiểm tra hàng thoải mái nhé. Nhận hàng kiểm tra hàng thoải mái rồi các bác phải thanh toán nhé, nên là hoàn toàn có thể yên tâm luôn nhé. Giới thiệu hàng mới cho các bác luôn. Cái con này thì nó là dòng chăn Muji. Dòng chăn Muji nhé. Dòng chăn này thì là hàng ở siêu thị Nhật chuyển về, nên là các bác yên tâm luôn. Hàng này thì đảm bảo cho các bác
nó sẽ gồm có cho các bác này. Đây, khi các bác nhận hàng nó sẽ là một cái chăn như thế này. Chăn này thì nói chung là nó như kiểu là chăn nhung ấy. Các bác đắp mùa đông cũng vẫn được, nhưng mà lạnh bình thường thôi. Còn nếu mà lạnh ở các bác miền trên thì chắc chưa chắc. Đấy, con này thì nếu mà nằm trong phòng điều hòa thì đắp rất là hợp. Mà nó cũng không phải mỏng đâu, nói chung là rất là dày dặn, nó dòng kiểu chăn nhung thì các bác có thể nhìn thấy đi. Màu sắc thì rất là nhiều màu nhé, em sẽ để trên hình ảnh cho các bác luôn. Đấy, để các bác có thể xa tha hồ lựa chọn. Đấy, rất là dày dặn này, viền viết các thứ của nó này. Mà con này đắp rất là sướng luôn nhé, nó như kiểu chăn nhung, chăn thu đông. Nói chung đắp rất là ok luôn, trong phòng kín kín mà đắp con này cũng rất là ấm, thoải mái luôn. Con này kích thước của nó sẽ là một chiều là 2m và một chiều là 2m3 nhé. Một chiều 2m, một chiều 2m3, viền viết các thứ của nó này. Những cái đường may của nó cực kỳ tinh tế luôn. Hàng này thì hàng xịn sò rồi, nên là các bác yên tâm. Nhận hàng của nhà em ấy thì các bác yên tâm luôn, đó là nhận hàng kiểm tra hàng thoải mái nhé. Rồi các bác phải thanh toán đúng như cái video nhà em quảng cáo cho các bác như thế nào, thì hàng khi đến tay các bác là nó đúng như video, không sai một tí nào cả. Và giá của nó thì là rất là mềm luôn. Đấy, 250.000 đồng nhé, 250k ở bên nhà em bao ship. Và con này thì cái trọng lượng của nó sẽ rơi vào, em vứt ra đo cho cân cho các bác luôn, nó sẽ rơi vào 1,5 cân. 1,5 cân. 1,5 cân các nhé. Đấy, 1,5 cân. Hàng đảm bảo cho bác luôn, xịn sò, chất lượng. Đấy, nó sẽ rơi vào tầm 1,5 cân. Hàng của Muji nhé, hàng của Muji. 250.000 đồng và bên em bao ship cho các bác luôn. 250k bao ship cho các bác cái mẫu chăn Muji này. Đấy, chăn thu đông. Chăn thu đông nhá. Hàng cực kỳ ok luôn. Đấy, giá thì cực kỳ mềm, cực kỳ ok. 250k bao ship. Một cái mã tiếp theo này. Một cái dòng ruột gối này. Hàng này cũng là hàng của Muji luôn. Đấy, hàng con này thì xịn sò luôn. Đây, để em sẽ bóc ra cho các bác. Đấy, khi về là nó đã có một, có đôi có cặp này. Bác nào mà mùa đông mà chưa có người yêu thì hoặc là ấy thì các bác có thể mua đến một đôi như thế này. Để về gối đầu hai vợ chồng rất là ok luôn. Đấy, đảm bảo cho các bác luôn là khi nhận hàng các bác thoải mái luôn nhé. Hàng của Muji này. Đấy, hàng của Muji này. Cực kỳ xịn sò luôn. Đấy, tem mác đàng hoàng luôn nhé. Nó sẽ hai cái vỏ gối mà khi các bác nhận hàng ấy thì nó sẽ hút chân không, bé tẹo tèo tèo như thế này. Đấy, nhưng mà khi các bác dỡ ra tự động nó sẽ phồng lên. Đấy, để các bác thay cho vào cái ruột gối. Để các bác cho vào cái ruột gối này. Đấy, nó sẽ phồng lên một chút. Đấy, để các bác nằm, nói chung là nằm nó sẽ dễ chịu. Nằm nó sẽ dễ chịu nhé. Bên trong này thì rất là mềm. Nó là thành phần gọi là những cái dòng bông với lại các thứ. Nói chung là các bác sờ vào cái chất liệu của nó, nó rất là ok luôn. Đây, để em xem mở ra xem nó bên trong này nó là cái gì. Đây, những cái ấy này rất là mềm và nó rất là thoải mái luôn nhé. Nằm nó rất là sướng luôn, nhà em đang trải nghiệm rồi. Nằm con này rất là sướng mà nó dễ chịu, nó không bị mỏi cổ. Các bác có thể gấp đôi lại nhảy nếu mà bác nào nằm cao. Còn bác nào mà nằm bình thường ấy thì các bác để một cái như này thôi, như em để cái này. Nằm nó rất là dễ chịu, nó không bị đau mỏi cổ mỗi sáng thức dậy nhé. Giá của cái bộ như thế này thì bên nhà em đang có mức giá đó là 200k một cặp. Nhà em bán cái này bán theo cặp nhé, chứ không bán lẻ. Bán theo một cặp này là 200k và bên em bao luôn phí ship cho các bác luôn. Đấy. Các bác lên cho em mã này, mã mỏ vỏ gối nhé. À, ruột gối, em xin lỗi. Ruột gối của Muji. Đấy. Khi các bác nhận hàng thì là nó đã hút chân không rồi nên là nó có rất là bé. Còn khi mà các bác mở ra ấy thì nó rất là ok luôn. Rất là sử dụng, rất là sướng. 200k và bên em bao ship cho các bác cái dòng vỏ gối này. À, ruột gối này nhé. Hàng xịn sò luôn. Hôm nay thì về thêm cho các bác một số những cái dòng kính cực kỳ ok luôn. Mà kính đợt này thì cầu nó rất là nhiều, con cầu dẻo nhé. Đấy, cầu dẻo này các bác này, nhìn này, rất là bền, đẹp, xịn sò luôn này. Đó, nên là các bác đeo rất là phong cách luôn, cực kỳ đẹp. Hàng này, hàng của Poucher nhé, hàng của Poucher này. Con này thì nó sẽ có cái kích thước size kính của nó đây. Nó sẽ rơi vào 14,7cm này. Con này thì rất là đẹp luôn nhé. Hàng Poucher, các bác về các bác lột cái giấy này ra này. Đó là các bác đeo. Cầu dẻo nên là rất là xịn sò luôn. Này, Poucher. Con này thì các bác lên cho em mã này là mã kính T100. Mã kính T100 nhé. T100. Con này bên nhà em đang có mức giá đó là 330k.
T100 này, 330k. Và bên em bao ship luôn. Con này hàng cực kỳ chất luôn nhé. Đấy, dòng này thì nó bền đẹp chắc chắn. Các bác đeo rất là ok luôn. Đấy, T100 330k bao ship. Một con nữa này. Một con này thì đâu nhỉ? Nó là hàng của dây ban này. Một con này hàng của dây ban này. Con này thì đợt này đang bên nhà em đang về được một lô cực kỳ giá cực kỳ tốt luôn. Hàng dây ban thì các bác biết rồi, hàng cực kỳ xịn luôn, gọng của nó đây. Đấy, hàng này thì nó là sản xuất tại Italy này. Hàng Italy này. Dây ban Italy này. Con này thì màu của nó là màu gọi là màu này là màu gọi là màu màu xanh đi, gọi là màu mắt xanh. Đấy, mắt xanh. Rất là đẹp luôn. Kính này thì gọi là kính râm nhé. Kính dòng này là kính râm. Các bác đeo vào rất là ok luôn. Trước kia thì con này thì giá nó đâu đó là vừa rơi vào tầm 700, hơn 700 một chút. Con này 14,2 này. Đợt này thì bên nhà em đang có cái trợ giá cho các bác xuống còn giá tốt rồi. Giá chỉ còn có là bớt giảm cho các bác xuống còn 600k nhé. Con này được giảm giá rồi nhé các bác nhé. 600k. Và bên nhà em bao ship, các bác lên cho em mã này, mã T101. T101 600k vào bên nhà em bao ship cho các bác cái mã này. Đấy, khi mà các bác đặt hàng ấy thì các bác chỉ cần đọc cái mã của nhà em thôi nhé. T101 600k bao ship luôn. Đấy, em đang về một lô kính nữa, lô kính VIP nữa, cực kỳ đẹp luôn, nhưng mà hôm nay thì chưa kịp để giới thiệu cho các bác. Một con kính nữa tiếp theo này, một con kính AO. Đấy, con này thì là kính đổi màu. Các bác đi ban đêm, ban ngày các thứ đều rất là ok luôn. Đấy, ban đêm ban ngày các thứ đều rất là dễ sử dụng luôn. Đấy, con này là đổi màu này. Đấy, dòng AO này thì bên em có tổng cộng cho các bác đó là 3 màu. Đây. 2 này. Một màu trà, 2 màu. Một màu trà còn con màu xanh nữa. Quên không mất không mang ra cho các bác. Đây, một màu trà và một màu đổi màu nhé. Hai con này. Đây, 3 màu. Màu trà, màu xanh biếc và màu đổi màu. Đấy, 3 con. Đấy, thì các bác lấy con nào thì các bác chỉ cần đọc cho em, ví dụ là AO kính mã T102 trà này, T102 đổi màu này, hoặc là T102 xanh này. Đấy thì ba cái màu đấy, hoặc là các bác chụp ảnh lại đây thì các bác đánh dấu vào. Các bác đánh dấu vào cái màu của các bác. Đây, con này, ba con này thì nó giống nhau nhé. Thì để em đo cho các bác một con kích thước là được nhé. Đấy. Hàng này rất là đẹp luôn nhé. Đây em cầm con màu trà em đo cho các bác luôn. Cho nó đỡ phải lên nhiều mã. Con này của nó là 14,3 nhé. Màu trà. Các bác lên cho em mã này là mã T102. 102 đấy thì các bác cái màu nào thì màu. Ba con này thì đồng giá nhau đó là 350k. T102 350k. Và đương nhiên là cái này nhà em sẽ bao ship nhé. Và những cái dòng kính này thì bên nhà em sẽ tặng được tặng cho các bác một cái hộp. Hộp đựng cực kỳ ok luôn. T102 350k. Các bác lưu ý cho em nhé, là các bác nhắc cho em cái màu nhé, trà hay là đổi màu. Đổi màu thì cái màu trà này thì các bác đi màu trà màu xanh này các bác đi nắng đều được toàn ngày. Còn bác nào mà hay phải đi ban đêm thì các bác lấy con đổi màu. Đấy, hoặc là nếu mà bác nào mà có điều kiện thì lấy hai con. Đấy, đi thời tiết nào thì các bác đeo cái thời tiết đấy cho nó dễ. Một con mã tiếp theo này, một cái dòng kính thương hiệu Cutter. Cutter này thì một cái dòng kính này cực kỳ VIP rồi. Đấy, hàng này hàng Seal nhé, hàng Seal. Con này thì nó đến từ xuất xứ của nó là hàng Famicang của Pháp. Đấy, sản xuất tại Famicang của Pháp này, hàng Marin Famicang này, Famicang. Khung này của nó thì rất là tinh xảo luôn nhé, rất là đẹp. Rất là tinh xảo và rất là đẹp luôn. Đấy, con này thì đây. Hàng của nó thì cực kỳ ok luôn. Mắt của nó này. Nó có hai dáng nhé, tí nữa em sẽ giới thiệu dáng kia sau, nó khác hoàn toàn dáng nên là em sẽ lên mã sau nhé. Con này thì nó sẽ có cái size kính của nó này. mười bốn phẩy ba nhé. Đấy, hàng đẹp luôn, Cutter, hàng xịn luôn. Con này thì bên nhà em đang có mức giá cho các bác đó là 780k. Các bác lên cho em mã này là mã kính T103. T103 780k. Bao ship. T103 780k bao ship nhé. Hàng VIP luôn.
Đây, con cắt từ nữa này, con này mắt vuông này. Đấy thì cũng có số một số bác là thích mắt vuông, cũng có một số bác là thích mắt chéo và cũng có một số bác là thích mắt tròn. Đấy thì bác nào ưng cái mã nào thì các bác cứ bầu em nhé. À, giọng của nó này. Hàng cắt từ này. Nói chung là hàng này thì nó là hàng tinh xảo rồi, hàng sale của siêu thị thì các bác yên tâm luôn, hàng này cực kỳ chất luôn nhé. Này để em đo cho các bác luôn cái size. 14,3 thôi, cũng là 14,3. Nó là khuôn mặt phổ thông của cả thế giới rồi, nên là nó tầm tầm đó. Nói chung là cái size to size bé hơn thì cũng có đấy, nhưng mà mình đây là hàng thanh lý nên là cũng nhiều khi là các bác hoan hỉ một chút, nó cũng không có nhiều cái sự lựa chọn như kiểu là mình ra quán mình đặt thì nó sẽ là ra salon của nó, ra cái gì nhỉ, gọi là cửa hàng của nó mà mình đặt thì nó sẽ có nhiều sự lựa chọn hơn. Đấy, nhưng cái hàng này thì là hàng của siêu thị bên đó người ta thanh lý thì nó cũng là chỉ là cái mẫu mã này của nó là cái size số của nó là mình thông cảm một tí, hoan hỉ. Đấy, hàng của Famicang của Pháp. Con này thì các bác lên cho em mã này là mã T104 này. Con này cũng là giá của nó sẽ là 680k nhé. Cũng là giá 680k. T104. À 780k chị em xin lỗi. 780k nhé, em nhầm nhé. 780k và bên nhà em bao ship nhé. Nó có bao biết các thứ đầy đủ cho các bác luôn. Đấy, nó có bao hộp đựng. Nó sẽ có hộp đựng cho các bác. Một con kính tiếp theo này. Một cái dòng kính H. Mã này mã H nhé, các bác lên cho em mã H này. Đấy, cực kỳ đẹp luôn này. Con này thì mặt dành riêng cho các mặt bé thôi, mặt bé bé một chút thì con này các bác đeo cực kỳ hợp luôn. Kính này thì nó là hàng của thương hiệu Solex, hàng của Famicang. Solex hàng của Famicang nhé. Đấy, hàng của Pháp. Con này thì cực kỳ ok luôn. Con này thì nó sẽ có cho các bác đó là mạ được một lớp 14K 1/25 này. Mạ 14K 1/25, hàng cực kỳ đẹp luôn. Đó, con này thì nó có 3 màu nhé. Đổi màu thì con đổi màu thì nó đang về. Đấy, gửi ảnh rồi. Con nó sẽ có màu xanh ngọc, màu trà và đổi màu thì các bác cứ đặt cho em là đổi màu là có đổi màu. Đổi màu là nó sẽ trắng như thế này. Đổi màu nó sẽ trắng như thế này nhé. Màu trắng nó sẽ giống cái màu kính này. Còn là nó khác, nó giống cái gọng này. Đấy, con này thì nó sẽ có cái size kính. Cái dòng này thì nó sẽ có cái size kính của nó. Là 14 cm nhé. Đấy, mặt thì các bạn cái này hơi nhỏ một tí, 14 cm là tầm tầm vừa đấy, không phải là nhỏ nhưng mà đấy, rất là ok luôn. Con này thì các bác lên cho em mã này là mã T105. T105 nhé, và các bác đọc đúng cho em cái bảng màu nhé. Đó là xanh, đổi màu và trà. Đấy, nó có 3 màu đấy thì các bác hoan hỉ một chút. Tại vì giờ mà lên nhiều mã thì lại mất nhiều thời gian của các bác. Đôi khi là các bác không thích mã này. Đấy, mà bác nào ví dụ là bác nào mà không ưng kính thì các bác có thể vui lòng các bác tời qua video giúp em dân để có thể sang những cái sản phẩm mới nhất nhé. Đấy, T105 này. Con này thì giá của nó sẽ là 500k. T105 500k. Con nào này các bác nào biết ấy. Con này trước kia là bác em đang bán là 700 đấy. Nhưng mà đợt này thực sự ra với các bác luôn là người ta xa le quá nhiều luôn nên nhà em săn được. Nhưng mà thôi, giá tốt là bên nhà em nhận về giá tốt là em sẽ đưa cho các bác giá tốt luôn. Một con mã tiếp theo này. Một cái dòng kính lão kính cận. Một cái dòng kính lão kính cận này, hàng của Germany này. Đây này, bác nào để ý kỹ này. Đây này, phải để ý kỹ nhé. Ở trong này nó sẽ có mờ mờ cái chữ này. Nó mờ thôi chứ nó không phải rõ nét để các bác nhìn rõ đâu, nhưng mà nếu mà bác nào để ý kỹ thì góc này nó sẽ có cái Made in Germany của Đức này. Đấy, hàng này thì hàng của Berlin Germany. Đấy, con này thì gọng mềm dẻo luôn, các bác đeo các bác không sợ bị gãy. Cái size kính này của nó thì nó sẽ có cái size kính là 13 năm nhé các bác nhé. Tại vì thường thường là con này là kính lão, các bác đeo các bác đọc báo xem TV các thứ rất là ok luôn này. Giá con này thì mềm thôi. Cái dòng kính lão Đức này thì bên nhà em đang có mã là mức giá đó là 250k. Các bác lên cho em mã này là mã kính lão Đức. Rồi các bác đọc độ nhé. Nhà em có từ 0,5 đến 4 độ. Từ 0,5 đến 4 độ. Đấy, các bác lên cho em mã này mã lão Đức. Thì là các bác cứ từ 0,5 đến 4 độ, bác là lấy mã nào thì cứ bầu em. 250k. Bao ship. Lão Đức 250k bao ship. Còn một dòng nữa này.
một dòng nữa, dòng này nó là lão Nhật. Con này cũng là có cái độ của nó là từ 0,5 đến 4 độ. Thế nhưng mà lão của nó là lão Nhật, giá của nó sẽ mềm hơn một chút nhé. Đấy, ở đây thì nó sẽ có cho các bác, tay em đang cầm đây là có hai màu này. Đấy, màu đây, màu gọng của nó này. Nhìn thì thực ra là nếu mà nó cũng không khác nhau là mấy đâu. Đấy, thì trên video này. Đấy, thì một cái màu nó tối màu hơn một tí, một cái nó sáng màu hơn một tí thì gọi là một cái vàng, một cái đen nhé. Gọi là một cái vàng, một cái đen, tại vì nhìn bên ngoài này thì nó vàng. Đấy, đây là quay video thì nó ảnh nó thực tế hơn. Còn mà chụp ảnh thì tự động máy điện thoại của nó sẽ làm nét, nên là nó sẽ không được đẹp và thực tế được như ở trong video này đâu. Con này thì nó sẽ đồng một cái thông số của nó. Đây, em cho các bác đây. Đây, đây này là một đồng mới này. Đây. Con này nó sẽ là 14,3 cm. Đấy, nó phổ thông hơn, các bác đi xe máy các thứ thì rất là ok luôn. Đi xe máy, đọc báo, nói chung là rất là ok và rất là xịn sò luôn. Con này thì dòng này thì bên nhà em đang có mức giá của nó là 170k. Các bác lên cho em mã này là mã kính lão Nhật. Lão Nhật nhé, 170k. Lão Nhật. Một con mã tiếp theo nữa đây. Một con kính thể thao đi. Thể thao thì kính nhà em có 4 màu cơ. Đấy, màu trà này. Màu kính dâm này, màu xanh này, gọi là xanh đi. Đổi màu này. Đấy, đổi màu thì con này là các bác đi cả đêm thoải mái, đến đêm ngày thoải mái. Đấy. Và một màu nữa là màu vàng thì các bác nào mà bị hay đi ô xem đạp mà đối diện mình bật đèn pha ấy, thì con này các bác rất là ok luôn. Nó sẽ có là 4 màu cho các bác luôn. Hàng này thì đây, để em cầm một con giới thiệu thôi nhé. Cầm con đổi màu này em giới thiệu thôi. Hàng này thì hàng của Polis. Đấy, hàng này thì của Italy này. Hàng Polis, hàng này của Italy. Hàng này thì bền đẹp rồi, nói chung là yên tâm luôn. Chất lượng của nó thì yên tâm. Con này đẹp, Polis này. Polis này. Con này thì nó sẽ có cái size kính cho các bác này, 14,5 các bác nhé. 14,5. Đấy, 14,5. Các bác lên cho em mã này là mã T106 đi. T106. T106, giá của con này nó sẽ là 500k với bên em bao ship nhé. T106 500k bao ship. Đấy, con này là dòng thể thao, bác đạp xe đạp các thứ thì rất là ok luôn. T106 500k và bên em bao ship cho các bác luôn. Có 4 màu nhé, nó có 4 màu. Đấy, nên là các bác ưng mã nào các bác cứ báo em. Một con kính tiếp theo này. Đây, hàng gửi về này, nên là các bác yên tâm luôn. Nó có bọc bước đầy đủ cho các bác để chống xước luôn cho các bác luôn. Đấy. Đây, hàng này hàng của Elmi. Đấy, Elmi này. Hàng này thì sản xuất tại Italy này. Italy, made in Italy. Gọng của nó là gọng cầu dẻo này. Rất là ok luôn nhé. Này. Rất là bền đẹp, dẻo dai. Nói chung là dòng này dòng xịn rồi, nên là các bác đeo nó cũng rất là ok luôn. Đấy, cầu dẻo này. Đấy. Dễ xịn sò luôn. Con này thì nó sẽ có cái size kính cho các bác này. Nói chung là con này thì phổ thông cả khuôn mặt cực rồi. 14,7 cm. Các bác lên cho em mã này là mã T107. T107. Bao ship. T107 350k bao ship. Một cái mã tiếp theo. Một con nữa này. Hugo Boss này. Đấy, hàng cực kỳ xịn sò luôn. Con này thì cầu của nó cầu cứng, thế nhưng mà đeo rất là phong cách luôn. Đấy. Kính này dòng kính râm nhé.
14,6 cm. 14,6 cm nhé. Hàng cực kỳ ok luôn. Đấy, hàng cực kỳ ok luôn. Đấy. Con này thì cũng chất rất là chất luôn nhé. Gọng của nó này các bác có thể nhìn thấy cực kỳ đẹp luôn. Con này thì các bác lên cho em mã này là mã T108. Kính T108 này. Hugo Boss nhé. Hugo Boss T108. Con này thì nó sẽ có giá đó là 680k. 680k T108, 680k bên em bao ship luôn nhé. Một con kính nữa này. Con này thì hàng Poucher. Hàng Poucher này. Cực kỳ đẹp, cực kỳ chất luôn. Đấy. Các bác có thể nhìn thấy hàng cực kỳ ok. Gọng ghiếc của nó này. Cực kỳ đẹp, xịn sò luôn. Hàng Poucher này. Đấy. Con này thì nó đang có một cái mức giá rất là mềm luôn. Các bác lên cho em mã này là mã T109. Giá của bên thì em đang có mức giá đó là 290k. Hôm nay giá ưu đãi luôn cho các bác luôn. Con T109 này. T109 280k. Bao ship. Đó. Các bác đang xem video thì bớt chút thời gian cho shop em xin một nút like các bác nhé. Bác nào chưa đăng ký kênh thì có thể đăng ký kênh để cập nhật những cái sản phẩm mới nhất của bên nhà em nhé. Một cái mã tiếp theo này. Một cái bộ rau Groban này. Hôm nay giá của nó sẽ thanh lý nhé. Con này thì còn một ít thôi. Ở đây còn vài bộ nữa. Hàng thì còn nguyên hộp. Hàng còn nguyên hộp nhưng ở đây em đã bóc sẵn ra cho các bác rồi. Đấy thì sẽ thanh lý cho các bác với mức giá cực kỳ ok. Cái này là chưa lau nhé. Thì ở trong bộ dao này thì nó sẽ gồm có một con đầu tiên nó là một con dao chặt. Để các bác mà chặt gà chặt vịt ở trong gia đình thì rất là ok luôn. Đấy, hàng này thương hiệu của nó là thương hiệu Groban này. Hàng Japan, hàng xịn luôn nhé. Tay cầm cán, tay cán thì chống chân trượt nhé. Cán của nó là tất cả dao đầu toàn là cán liền thân hết nên là các bác yên tâm. Tổng kích thước của nó sẽ là 315. Bản của nó là 8,3. Thứ hai đó là một con dao thái bản lớn. Con này thì thái những cái bản lớn, nói chung là mặt cắt cắt lớn thì rất là ok luôn. Nó gần giống con dao chặt. Nhưng mà các bác phải lưu ý nhé. Đây, con thái bản lớn của nó sẽ là G, mã của nó sẽ là G49 này. Đấy, thì các bác lưu ý con này nếu mà các bác quăng ra chặt ấy, thì nó sẽ bị cong lưỡi. Con này không chặt được, con này chỉ là thái thôi nhé. Đấy là lưu ý cho em một chút là như thế. 29. Bản của nó là 8,3 cũng bằng nhau. Một con dao thái này. Một con dao thái em đo kích thước cho các bác tí nữa em sẽ báo giá nhé. Giá thanh lý. Giá cũ đang là 850 nhưng thanh lý cho các bác có cái yên tâm luôn là giá rẻ luôn. Còn vài bộ nữa thanh lý cho nó nốt đi. 30 này. Bản dao chỗ to nhất của nó là 4,8. Một con dao quả trái cây thôi, con dao quả trái cây thì nó nhỏ bé nhé thì khỏi phải đo nhé. Một con dao quả trái cây này, một cái liếc mài dao này. Đấy, ví dụ dao các bác cùn thì các bác liếc mài. Một cái kéo cắt thực phẩm. Và một cái hộp đựng dao. Cái hộp đựng dao này thì ở dưới chân nó hở nhé. Nên là các bác để gần chỗ bàn bếp ấy. Thì khi mà ví dụ mà các bác vừa rửa dao xong, nước các bác ấy thì các bác bỏ đây thì nước nó sẽ dốc xuống bên dưới nhé. Và nó sẽ không gây ra phen gì hay là các thứ gì đâu. Vì lại hộp bằng inox nên là các bác không phải lo. Con này thì đang có mức giá trước cũ là 850. Hôm nay em thanh lý cho các bác với mức giá đó là 750k. Thực ra là còn có vài bộ thôi. Thanh lý nốt cho các bác. Giá cực kỳ rẻ luôn để thực ra là về để nhập còn quay vòng nhập hàng lô mới. Bộ dao Nhật. Đúng như hình này luôn. Thanh lý cho các bác với mức giá đó là 750.000 đồng. 750k và bên nhà bao luôn phí ship cho các bác luôn nhé. Nên là các bác yên tâm. Hàng đẹp và chất lượng luôn. Đây thì giảm giá tiếp tục cho các bác. Đó là một cái ví. Hay là các bác gọi là bóp. Miền Nam các bác gọi là bóp đựng tiền này. Ví da con này thì nói chung là mềm dẻo. Thật sự với các bác luôn mềm dẻo này. Đây là còn có cái tờ giấy bên trong này. Hàng này hàng da bò xịn luôn nhé. Đây 100% da bò. Đây mềm dẻo này. Đây nhá, mềm dẻo em bóp này. Vỏ viên nhé. Cố tình làm cho nó nhàu nhé. Đây các bác nhìn thấy. Nhưng rõ ra nó lại bình thường. Đấy, nó rất là bền luôn nhé. Chất liệu của nó rất là bền. Rất là xịn sò luôn, con này rất là dẻo dai và rất là chắc chắn. Và các bác đựng tiền đây ngồi ngồi trên đít ấy, thì nó không sẽ không khó chịu. Đấy, hàng đẹp cực kỳ luôn. Con này thì
da bò 1 ngăn, 2 ngăn, 3 ngăn. Ở đây thì có các cái ngăn bé này. Giá của nó chỉ có 150.000 đồng thôi. 150k. 150k một cái ví da bò này coi nhé. Hàng xịn sò luôn nhé. Đấy. Nó chỉ có một màu thôi và ví kiểu ngang thôi nhé. Em còn ít thôi. Nên là thanh lý cho bác với cái mức giá rẻ. Mã tiếp theo này. Thắt lưng này. Thắt lưng này thì đợt này cũng đang giá rất là mềm luôn. Con này thì da bò nhé. Hàng này thì hàng của xịn sò luôn. USA. Con này con của USA này. Đấy, 100% da bò. Mặt của nó đâu nhỉ, để em kiếm cho các bác cái nào em dỡ mặt rồi. Đây. Mặt của nó này. Xịn sò luôn này. Con này khác nhé, con màu đen thì nó lại khác một chút này. Con màu đen này thì nó cũng là tuyệt nhưng mà nó là kiểu có dáng khác. Con này của thương hiệu khác, hàng của Italy này. Đấy, nó khác hoàn toàn nhau nhé. Hai cái loại này nó khác nhau này. Đâu rồi? Đấy, hai cái loại này nó khác nhau hoàn toàn luôn. Thì bên nhà em bán đồng giá cho các bác với cái mức giá đó là 250.000 đồng. Mặt của nó như thế này. Mặt của nó bóng như này. Rất là bóng luôn nhé. Hàng đẹp xịn sò luôn, chất lượng luôn. Đấy. Mà giá chỉ có 200k, 250k em xin lỗi. 250k, con này bao ship luôn nhé. Đây này. Xịn sò. Đó, vừa rồi thì em Dân vừa mới giới thiệu cho các bác một số những mẫu sản phẩm của nhà em nhé. Cảm ơn các bác đã xem video của em. Em Dân xin phép được dừng video tại đây. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn.